phần thứ nhất Chương 6 Tối nay các anh chị họp đủ mặt ở nhà năm Sài Gòn. Người mặc quần lĩnh áo nhỡ tây trắng cổ bẻ đi sang đàn bốn quai là tư lập lơ, chùm chạy vỏ trong chợ sắt. Anh chàng béo nục, bụng hở trễ ra, gương mặt vàng ạch, hai cánh tóc vắt qua vành tai và tóc mai dài chấm cằm gọi là để theo một mốt philosophe là sáu gáo đồng cầm đầu các kẻ chuyên môn dắt díu những cơm thầy cơm cô ở vườn hoa đưa người anh chàng này gầy lông mày lưỡi mác môi đỏ chót ngồi bên tư lập lơ là ba bay mà khắp tỉnh hải phòng không một sòng bạc nào không kiềng mặt bởi cái đức tính liều thục mạng và mở bát bửa còn hai anh đang lim dim mắt và thỉnh thoảng lại ngáp dài là chín hiếc và mười khai cùng một nghề nghiệp với tư lập lơ hai chàng nghiện quạt này đứng cai quản các cánh ăn cắp suốt dọc bến tàu, suốt phố khách, phố đầu cầu và những phố đông đúc khác. Hà Nội, thủ đô xứ Bắc Kỳ, một thành phố đầy dãy sự ăn chơi xa xỉ, đã tạo ra một số gái mãi dâm nhà nghề không thể đếm xiết. Thì Hải Phòng, một hải cảng sầm uất bậc nhất của Đông Dương, một thành phố công nghệ mở mang với hơn 3.000 dân lao động bần cùng ở các tỉnh dồn về cũng có một đặc điểm là sản xuất được một số anh chị gian ác, liều lĩnh, không biết là bao nhiêu. Cùng năm Sài Gòn, năm tướng trên kia làm đại biểu cho tụi anh chị, càng ngày càng nhiều, càng hung tợn của đất đồng chua nước mặn nọ. Nhà xong khói thuốc viện, tư lập lơ nhìn thẳng lên trần nhà, nghĩ tới phiên chợ ngày mai, thế nào chả có vài món tiền mà các tiểu yêu của hắn sẽ hiếc hay khai được. Gối đầu lên đuổi hắn, năm sài gòn lơ mơ nhìn khoảng không chàng này lúc nào cũng thế nét mặt không bao giờ mất vẻ điềm tĩnh tự nhiên cứ trông lốt dao chém sâu lõm từ trán xuống mang tai người ta cũng đủ hiểu rõ năm không còn sợ hãi những cái người ta kinh khiếp sáu gáo đồng tiêm xong điếu thuốc nâng dọc tẩu vào tận miệng năm sài gòn mời đi mời lại nhưng năm sài gòn không buồn nhấp môi hình như bữa nay năm chán thuốc phiện mà mơ tưởng tới một sự say xưa nào khác lạ hơn. Ba bay liền đón lấy, xin phép năm. Hắn rụt cổ lại, hai vai gầy so lên quá mang tay, lấy gân cổ kéo một hơi dài. Vo, vo, vo. Tiếng vo vo đều đều vang trong ba gian nhà lá rộng rãi và cao ráo Có cả tủ đứng, sập quang dầu, giá gương, đỉnh đồng và tranh tàu. Nó khác hẳn với những gian nhà lụp sụp ẩm nhớp mái thì rột nát phải che đậy bằng chiếu bằng vải bao bức vách thì lở vữa ám khói đầy mạng nhện giường phản thì thấp hẹp bề bộn quần áo và chăn chiếu hôi hám rách dưới những gian nhà cùng ở xóm này của những gia đình làm ăn vất vả túng thiếu họ là những thợ thuyền phu phen buôn thúng bán mẹt và thất nghiệp không thể nào mon men lên trên phố đành phải chui rúc ở cách vùng chợ con mũi, bọ và ao đầm ngập rác này. Đợi ba bay hút xong, chín hiếc dục sáu gáo đồng tiêm cho hắn một điếu to để hắn lấy hơi hiến anh em một chuyện rất lý thú. Chuyện thuật sau đây. Tối hôm kia hồi 10 giờ, một tiểu yêu của chín về báo với hắn có một người đàn bà ở tàu chạy hồng gai lên bế một đứa con nhỏ tuổi. Hai mẹ con chị này sang lắm, mẹ vận quần lĩnh, áo nhiễu tây nâu con mặc quần lụa hồng áo gấm lam đeo vòng khánh vàng và khóa xích bạc nó hết sức theo dõi nhưng không làm sao đến gần được vì bỉ này hắc lắm nó còn khoe với hắn cái thắt đớm của chị ta phồng lên một nấc hẳn là nấc bạc giấy lúc bấy giờ người đàn bà đương lò mò tìm nhà quen ở đường lạc viên hắn tức tốc đi luôn một lúc thì đuổi kịp người đàn bà. Sương đã xuống, trời tối mờ, hắn không rõ mặt người ấy. Mãi sau, nhờ ánh đèn điện đằng xa, hắn mới nhận thấy đôi mắt rất sắc trên gương mặt trái xoan lóng lánh đôi hoa tai vàng. Đường thật là vắng vẻ, một chiếc xe tay đi khỏi thì không còn một bóng người khác. Chín hiếc vội rút dao ra, nhảy sổ lại, bóp cổ, dìm người đàn bà xuống đường. Thằng tiểu yêu theo sau bế ngay đứa bé chạy ra lối ao than người đàn bà không kịp kêu lên một tiếng chín hiếc đã cắt đứt ruột tượng sờ lên đôi hoa tai hắn không tháo mà nghiến răng dứt nốt hắn lằn gói bạc vào túi áo trong đoạn lần khắp người đàn bà nhưng không thấy tiền nong gì nữa hắn bèn rút thắt lưng trói nghiến chân tay người ấy lại và lấy mùi xoa nhét đầy miệng trong chớp mắt chín đã đặt người ấy còng queo trong khu vườn hoang bên đường hắn nói đến đây cả bọn nhao nhao lên hỏi có tế bướu không bao nhiêu thạnh chín hiếc so vai cười nhếch một cái rồi móc ở túi ra mười hai tờ giấy bạc một đồng và mười tờ giấy năm đồng hắn đưa mắt trong một lượt thong thả nói trước hết tôi biếu anh năm trách trợm tức là một chục đồng còn mỗi anh kẹo thạnh tức là năm đồng nam sài gòn cười nhạt thôi tôi không cần tiêu còn chú đương túng cứ giữ lấy trách trợm này mà tiêu chín hiếc trầm ngâm mắt hắn vừa thoáng gặp cặp mắt long sòng sọc của năm hắn vội nói anh không cần nhưng em muốn anh cứ cầm lấy và đây em đưa anh thêm trợm gặp nữa để anh xe pháo tư lập lơ lấm lét chờ năm nhận lời mới hất hàm hỏi chín thế khánh vọt vơi không bẹt đâu chín hiếc vội cười đáp ây tôi suýt quên thằng vỏ lõi bế đứa bé ra ao than trực tháo khánh vào vòng xích thì có bốn so quéo ở trong ấy đi ra bắt gặp nó nó hoảng hốt vội vứt đứa bé xuống một cái hố rồi chạy mất một lúc sau tôi và nó đến thì người ta đã đến xem đông kín cả đường lại thấy cả bóng cớm trùng cớm tẩy tôi phải bấm nó rồi cả hai ngủ đi đi thẳng Ba bay liền nhíu đôi mày lưỡi mát, nhẹ nhẹ hỏi hiếp. Bỉ ấy có te không? Te thì mày làm gì? Rõ phí của. Cả bọn cười vang lên. Nam Sài Gòn cũng cười, nhưng nụ cười ở trên gặp môi xám và dày của hắn có một ý nghĩa khác. Hắn khen thầm, chín hiếc, ra đời chơi kém hắn hàng mười năm, mà đã can trường rồi đấy. Khói thuốc viện chập chờn bay. Nam Sài Gòn mơ màng theo làn khói nhẹ nhàng, và thơm lừng cuộn lên nóc nhà rồi tản rộng ra. Qua một cái màng mong manh vương vấn trước mắt, Nam thấy rung động như có người thật trong những bức tranh nền đỏ, cảnh nước tàu loạn lạc về đời tam quốc và đời đường, treo trên vách quét vôi trắng và kẻ chữ xanh hẳn hoi. Những tâm hình đàn bà trần chuồng treo hai bên tủ cũng nổi rõ thêm. Cả hai lưỡi dao gài ở đầu giường Tây buông màn diềm nhiễu óng ánh cũng sáng loáng lên. Nam vơ vẩn, nghĩ đến cái tuổi 32 của mình, cái cảnh đời không vợ con, không anh em, không cha mẹ. Nam nghĩ tới sự sống du đãng hết ngày ấy sang tháng khác. Mới 32 tuổi, mà An Tích Nam kê chật một tờ giấy trong sở liêm phóng. Non 2 phần 3 đời năm đã bị cảnh tù tội cướp mất năm đã đi đầy côn lôn 7 năm ở khám lớn sài gòn ở hòa lo hà nội 2 năm năm còn từng làm cai trại trong đề lao hải phòng nam định hải dương thái bình hơn 4 năm cuộc đời năm trải qua những phen nguy hiểm đã dày dạn như những lốt dao chém trên mặt trên lưng và khắp hai cánh tay của năm Ra người khác thì chết từ bao giờ nhưng hình như số mệnh muốn cho năm sống mãi sự sống gian ác, tàn bạo này, nên cho năm một sức khỏe lạ thường và thêm một sự gan góc ít ai bị kịp. Tất cả đều phiện phò say xưa, tiếng gái đùi sồn sột, tiếng gầy ghét móng tay kêu tanh tách, thuốc phiện và bữa rượu ban chiều như lửa hun đốt trong người bọn năm Sài Gòn. Chín hiếc khơi mào le nhè, bảo mười khai thu xếp cất bàn đèn để còn sang hạ lý quấy một đêm. Sáu cái xe đã kề tận cửa, sáu tấm xác thịt ngứa ngáy nằm duỗi dài trên xe. Toán chốc, xóm chợ con, xào huyệt của dân chạy vỏ và anh chị lúc nhúc giữa ánh sáng đèn điện vàng mờ, bị chạy lính khố xanh che khuất. Xe qua phố đầu cầu, qua phố Ba Ti, khỏi cầu Hạ Lý thì dừng lại tức thì ở trong nhà mụ tài xế cấu đổ xô ra một lũ gái vú vê và quần áo phong phanh rồi trai nào gái ấy nhún nhảy đi vào thật đủ thứ tiếng ồn ào tiếng cười chen tiếng nói tiếng hát lẫn tiếng bông đùa pha thêm tiếng suýt xoa chửi rủa và tiếng khóc mà người khóc mắt giáo hoảnh hai liên bá vai nam sài gòn dìu hắn vào buồng tam bính y chẹn cửa ngoài xong liền ôm ngay chín hiếc vào buồng của mình sáu cánh cửa sập lại cùng một loạt. Người ta bắt đầu nghe thấy những giọng rẻ dĩ. Tam Bính nghỉ đã nửa tháng, nhưng vẫn còn mệt. Vì có lời hai liên dặn, hệ Nam Sài Gòn đến thì nên liệu cách tiếp đãi, chuyện trò cho đầm thắm. Nếu hắn vừa lòng, thì trong túi có bao nhiêu hắn cũng dốc ra. Và hai liên còn bảo kín Bính rằng, Nam Sài Gòn phải lòng Bính đấy. Tam Bính ngồi dựa lưng vào tấm ngăn buồng bên, tay đặt lên ngực Năm. Năm nắm lấy tay Bính vuốt ve, có lúc đưa lên miệng, hôn, rất âu yếm. Gối đầu lên đùi Tam Bính, Năm Sài Gòn đăm đắm ngắm nghía, nhận thấy vẻ mặt Bính buồn bã hốc hác. Năm gạn hỏi, Bính vẫn còn ốm chứ? Tam Bính không đáp, chỉ lắc đầu thở dài, rồi cúi xuống lờ đờ nhìn Năm. Vậy mụ tài không cho Bính tiền lấy thuốc sao? Bính yên lặng một lúc nữa mới đáp. Anh trông đây này, đã ba tháng nay, em vẫn chỉ có cái quần trắng của chị hai cho, vẫn cái áo cánh mạng vai cung lại của chị ấy cho nốt. Đến manh quần, tấm áo, mặc cho sạch sẽ tươm tất. Có thế mới đắt khách, mụ còn tiếc giỏ máu mắt không chịu cho vay tiền may. Vậy anh tính em trông hỏng gì xin được tiền thuốc tiền men. Thế tiền tiếp khách bính để làm gì bính như không cất được tiếng lên nào em có bao giờ để dành được và lại có tiền đâu mà để dành tiếp khách xong họ vừa bước chân ra khỏi buồng mụ đã nắn ngay túi em mà khám xét bóp nặn chỉ để cho tối nào nhiều lắm được một hào mụ bảo những dạo này nhà ế khách ăn uống tốn hơn nào em là gái mới nhận phải lễ hàng chục cho cầm đội con gái nên mụ vay nợ chưa biết đến bao giờ mới giả vì thế, lắm khi nhà hết trầu cao, chị Hai Liên lại phải đưa tiền để em mua cho em và cả u già ăn. Đến đây, Bính phải cố cầm nước mắt nói tiếp. Cơ cực hơn, đến tiền đi phiên không có, cũng lại phải để chị Hai Liên ứng cho. Sao Bính lại chịu khổ đến thế? Nam Sài Gòn cau mày nói. Tam Bính vẫn rẽ ràng. Nhưng mà nào có ai thương em Trong nhà này Trừ chị hai Còn chị ba nhớn Ba con Chị tư thìn Chị năm thìn Chị sáu huyền Chị bảy thanh Hết thầy đều ghen ghét tức tối Chăm chăm nhìn xem Ai cho em đồng nào Là hót ngay với mụ tài Tức thì mụ lại tra hỏi Cám xét Lại bóp nặn cho ra tiền mới thôi Thỉnh thoảng Em có than thân Và chị hai có bênh em Thì mụ lại nhắc đến Khi em ở ly phăng xe tức là nơi giữ và chữa bệnh cho gái mãi dâm ấy. Rồi mụ lại kể ơn kể huệ, lại kêu là nào là nhà ăn uống tốn kém, nào là khách cứa ế ẩm. Nên em lại chỉ đành cắn răng mà chịu thôi. Nam cau mày thêm, sao Bính không trốn ra ngoài, kiếm tiền thêm để tiêu, tội gì mà chịu khổ ải thế này. Bính nghẹn ngào, em ra khỏi nhà một bước cũng trả được nữa là trốn đi, mụ tài để ý tới em luôn và giao hẳn em cho các chị ấy coi giữ mà em có lúc nào dỗi đâu để ra ngoài kiếm thêm gái mới tiếp nguyên khách ở nhà cũng đủ nhược người huống chi còn khách khứa riêng thì đến vào xăng mất binh nức nở quay hẳn mặt đi tránh nhìn ngọn đèn dầu lù mù trong gian buồng âm u mà mỗi lúc bính để ý tới thì lại thấy nó như là ma quỷ cứ giữ diệt bính lại với cái đời lạc đĩ ngày càng nhơ nhớp, không thể đoạn tuyệt. Dưới hai vai run rẩy của bính, năm Sài Gòn bỗng thấy tâm trí lạnh và mềm hẳn đi. Năm càng đăm đắm nhìn cái gương mặt xanh xao buồn thảm của bính. Trong lòng Năm càng rào rạt. Thật là một sự lạ, một sự lạ kỳ diệu trong cái đời du thủ du thực của Năm là còn biết thương Nhất là còn biết yêu Phải, năm Sài Gòn có thương yêu ai bao giờ đâu Vì hắn không được một ai thương yêu tới Bố mẹ hắn chết ngay khi hắn mới lọt lòng Hắn không có anh em thân thích nào hết Bé đi làm, con mày con nuôi Hết cửa này đến cửa khác Lớn lên một chút thì trốn đi ăn đi ở Rồi lang thang đầu đường cuối chợ Rửa bát bổ củi gánh nước đổi than chẳng làm ở đâu lâu cả vì công việc thất thường, tính nết lại ngang ngạnh ham chơi. Sự sống cô độc và bê tha ấy đã biến đổi rất mau, rất sớm, tâm hồn của năm trở nên khô khan và tàn ác. Năm, nắm chặt bàn tay bính, ấp nữa vào ngực mình. Thoáng chút giây, chợt nghĩ đến đời mình trơ trọi. Năm, cảm thấy cần phải có gia đình, cần phải lấy bính. Người đàn bà đã làm êm đẹp đến nỗi. Mắt năm xưa nay không biết cái êm đẹp là thế nào và làm năm phải yêu dấu. Năm hồi hộp, không thể giữ được, bật tiếng hỏi. Tôi không có cha mẹ, anh em thân thích nào cả. Vậy Bính có thuận, tôi nói với mụ tài, tôi cưới Bính không? Bính chẳng còn do dự, chẳng cần suy xét năm là hạng người gì. Đời làm vợ năm rồi sẽ ra sao, chớp chớp mắt đáp. Em thì dắp tâm lắm, nhưng còn anh chả biết có thực bụng với em không sao lại không thực mà em thực bằng lòng chứ bính không đáp bằng tiếng nói mà chỉ càng siết chặt lấy tay năm rồi thần mặt ra nhìn năm chợt ngọn đèn lù mù nhảy lên nhảy xuống nhoi lên một tí ánh sáng vàng đục rồi vụt tắt gian buồng thêm lạnh lẽo âm u không khí càng nặng nề đè nén cảnh giấc mơ khủng khiếp hôm xưa lờ mờ bỗng lại hiện ra giữa khoảng tối tăm một người đàn bà trơ trọi ở nơi bán chôn nuôi miệng, một xác chết thối giữa trên chiếc giường mọt gãy, một cô áo quan mỏng mạch, đu đi, đu lại, giữa chiếc đòn gánh chạy cót két ra một bãi tha ma. Bình dùng mình, vội bưng lấy mặt, nghẹn ngào, lay người năm. Anh năm, anh năm, anh có thực bụng với em không? It is in now. phần thứ nhất chương 7 tám bính ra khỏi nhà mụ tài xế cấu đã được một tuần lễ được thuốc thang và ăn uống tẩm bổ bính tưởng chừng bệnh tình mỗi ngày một bớt đi nhưng quái lạ bính càng ngày càng gầy yếu và mệt mỏi tuy tâm trí tỉnh táo hơn trước rất nhiều thì ra sự vui mừng chỉ có thể chữa cho tinh thần bính khỏi buồn rầu đau đớn thôi còn cái thân thể dã rời kia đã bao nhiêu đêm liên miên dùng làm đồ chơi cho mọi hạng người, còn cần phải tính dưỡng và chữa thuốc lâu nữa mới mong lành mạnh được. Nam Sài Gòn băn khoăn lắm. Nam biết vợ thế nên không để vợ mó tay vào một việc gì. Hai bữa cơm, Nam trông non tươm tất. Nam thuê hẳn một người vú già để còn chăm bính khi Nam đi vắng. Bính mừng thầm, gặp được một người chồng chẳng đẹp mắt nào, nhưng biết yêu thương, yêu vợ, thế là quý một buổi trưa mùa xuân mưa phùn rào rà tạt vào bối găng quây lấy góc vườn bính hơi ngảnh cổ cũng trông thấy rõ cả một cảnh vật ướt át trong mưa bụi cách dậu găng độ vài bước một khu vườn nhỏ cỏ mọc đầy lao xao mỗi lần gió thổi giật trên mặt cỏ xanh um vài đống rác nổi ụn lên quanh đó mấy con gà giò tranh nhau bới có con cố gắng nhảy lên phía trên nhưng vì đuối sức ngã nhào đi nằm tênh hênh lộ hẳn hai bên lườn vàng nẫn thịt chợt nghĩ đến một đêm khuya đón khách vừa đói vừa mệt cách đây chừng hai tháng hai liên đem ở cao lâu về cho mình một bát cháo gà nóng mà bính ăn chưa bao giờ thấy ngon đến thế bính lên tiếng gọi người vú già một người đàn bà thấp bé quần áo lôi thôi ở dưới bếp chạy lên cô gọi gì con cô có biết nấu cháo gà không biết Nhà có con gà mới mua đấy. U đun nước làm thịt, nấu cho tôi bát cháo. Người vũ già đờ mắt, rồi như tìm thấy một điều gì quan trọng, y thấp giọng nói. Thưa cô, cô không ăn được. Tại sao? Cụ lang dặn phải kiêng ạ. À? Bính gắt, u biết tôi ốm thế nào mà bảo cụ lang bắt tôi phải kiêng. Vũ già lặng ngắt, cố tìm một tiếng thanh thú để chỉ cái bệnh của bính đương ở thời kỳ nặng nhất nhưng nghĩ mãi không ra, vú ấp úng, bệnh, bệnh tôi chỉ biết cụ Lang bảo cô phải kiêng thôi. Bính toan gắt lên hỏi, thì vẻ mặt lo lắng một cách khờ khạo của người vú già làm Bính nhận ra ngay cái ý ruột rẻ kia. Bính thở dài, rồi run run bảo vú xuống bếp sắc thuốc, chờ y đi khỏi. Bính cúi mặt xuống gối khóc nức nở. cái bệnh tàn hại mà thằng trẻ tuổi khốn nạn đổ cho Bính. Tưởng đã dứt nọc ngay sau hai tháng Bính nằm chữa ở nhà thương. Ngờ đâu vẫn còn dây dưa đến tận bây giờ. Nó làm Bính biết bao ê trẻ đau đớn. Bính muốn gượng dậy để đi đi lại lại cho khuây khỏa. Xong cửa mình vẫn còn sưng lên. Hai ông chân mỏi nhừ vì xương đầu gối như sắp bong ra. Đến bữa, Bính trông thức ăn rõ ngon lành, rõ muốn ăn, nhưng khi vừa nhai khỏi miệng hơi chua lợ đã đưa ngay lên đầy cổ nôn không được chắc bệnh bính ngày càng nặng lắm bính đau xót chán nản bính lại thương nhớ đến con thơ và nghĩ đến hai liên tuyệt vọng vì không thể sinh nở được nên đành phải ở cho đến ngày trọn đời nhơ nhớp bính lại càng tê tái vì nỗi mẹ con phải lìa bỏ nhau mà Bính thấy dù sao cảnh Bính bệnh tật khổ não ghê khiếp thế nào, cũng không thấm với cảnh đen tối mênh mông của một người đàn bà không thể nào có cái hạnh phúc được làm mẹ. Vì dù nghèo khổ đến như bác gái bờ đê ở làng Bính mà có đứa con để ôm ấp bế ấm, thì nỗi chơi trọi cơ cực sẽ bớt đi nhiều. Suốt ngày, mỏ cua bắt ốc, làm thuê cấy mướn đầu tắt mặt tối, rồi về chui rúc dưới một túp lều giữa cánh đồng bác gái bờ đê không bao giờ lộ vẻ buồn giàu trên gương mặt đen sạm. Như người khác cũng tuổi 23, 24 ấy mà gặp phải cảnh quá bụa, sống lần hồi đói rét họ đã kêu ca, oán trách số phận. Nhưng đây là bác gái bờ đê lại vui vẻ như thường. Cứ trông khi bác ta giờ đứa con nhỏ lên quá đầu, rồi ôm ghì nó vào ngực, rồi hôn hít nó, rồi cắn véo mắng yêu nó, thì Bính thấy trên đời như chỉ mình hai mẹ con bác ấy thôi. Giờ, Bính cũng chỉ ao ước được như bác gái. Và trên đời này, không chỉ cái hạnh phúc ấy là có thể xóa hẳn những kỷ niệm tàn bạo mà tham chung thằng trẻ tuổi, con mụ đàn bà đanh đá hay sở cẩm, nhà lục xì, mụ tài xế cấu. Những ngày đằng đẵng dã rượi ngủ không được ngủ, đêm đến, hôm đắt như hôm ế, cứ phải thức đến hai ba giờ để tiếp khách bao nhiêu xót xa ê trẻ đã khắc từng ly từng tí trong trí nhớ của Bính. Tất cả những ngày tối tăm kia sẽ mất hết dấu vết trước sự sáng láng tốt tươi của một cảnh đời mẹ con sum họp vui vẻ. Một luồng gió lạnh tung chiếc màn che cửa ùa vào nhà. Bính rùng mình, lờ đờ nhìn khu vườn một giờ một mờ mịt trong những lớp mưa xám ngắt Bính vẫn không sao quên được bệnh tình trầm trọng và cái chết như đang làng vảng đâu đây. Nam Sài Gòn bỗng đẩy cánh cửa bước vào. Nam vội đến bên giường Bính. Thế nào? Người mình đã dễ chịu nhiều chưa? Bính lắc đầu. Em vẫn mệt lắm. Nam trao mày. Sao lại thế? Ông lang bốc thuốc thế nào? Có lẽ em chết mất. Nam gạt ngay đi. Mình chỉ nghĩ vơ vẩn thôi. Thế nào rồi cũng phải khỏi thứ thuốc nào hay mà đắt bao nhiêu anh cũng mua cho, hoặc có ông lang nào giỏi mà xa đến đâu anh cũng mời. Mình cứ vững ở lòng anh. Bính âu yếm nhìn năm, lúc lâu nắm lấy tay năm, sau đó bính dục năm ăn cơm kẻo muộn. Vô già bưng mâm cơm lên đặt ở giữa giường, năm Sài Gòn liền đỡ bính ngồi dựa lưng vào chiếc chăn bông để sát mặt tường. Năm sới cơm cho bính trước, đoạn chỉ từng đĩa thức ăn. Đây, thịt nạc làm ruốc, đây là giò lụa trà chìa của hàng bắc cao trên chợ sắt. Đĩa xa xíu này là xa xíu anh mới mua ở hiệu Mỹ Hương, phố hàng cháo về. Canh thịt thì nhà nấu mấy hoa hiên. Nam chan canh cho bính xong, liền húp hai thìa gật đầu. Ngọt quá, u già đã ở cho khách cao lâu có khác. Kìa, mình ăn đi, có chịu ăn. Mới chóng khỏe được chứ. Năm gấp cho bính từng miếng một. Khoanh giò, miếng thịt nào trước khi bỏ vào bát bính, Năm cũng dơ lên xem. Còn bính, bát cơm xẻ đi xẻ lại, Mãi mà không hết. Nhà cơm nước xong, Một ông lang đi xe đến. Năm đích thân ra mở cửa, Và đón ông vào tận giường bính.